Thưa quý vị, sáng nay 6 tháng 12 2019, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 9 tiếp tục với các nội dung giám sát, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của các đại biểu và trả lời giải trình của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành. Ông Phạm Nhân Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh điều hành kỳ họp. Các nội dung cử tri quan tâm được đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp thu qua các kỳ tiếp xúc cử tri đưa ra chất vấn tại kỳ họp này, bao gồm giám sát kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị và trong sản xuất nông nghiệp. Nội dung này chiếm gần trọn thời gian trong phiên chất vấn tại kỳ họp sáng nay. Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay mỗi ngày toàn tỉnh Long An có khoảng 570 tấn rác. Trong khi đó, các nhà máy thu gom rác Tâm Sinh Nghĩa tỉnh Long An, Tam Tân, huyện Củ Chi và Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiêu thụ 520 tấn một ngày. Các nhà máy xử lý rác nhỏ hơn ở các huyện Vĩnh Hưng, Đức Huệ, Mộc Hóa hiện đang sửa chữa, nâng cấp nên lượng rác dư thừa chưa xử lý mỗi ngày khoảng 10 tấn được thu gom tạm thời. Sau khi nâng cấp công suất, các nhà máy này được hoàn thành vào năm 2020 sẽ tiếp tục tái xử lý. Nhưng theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, tỉnh Long An sẽ nâng công suất thu gom, xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa lên gấp đôi, từ 250 tấn một ngày lên 500 tấn một ngày. Xem đây là nhà máy xử lý rác thải chủ lực của tỉnh Long An, giảm bớt sự lệ thuộc vào các nhà máy xử lý rác thành phố Hồ Chí Minh. Có như vậy, tỉnh Long An mới chủ động trong việc xử lý khối lượng rác thải ngày càng gia tăng trong quá trình phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, để làm tốt công tác bảo vệ môi trường, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, cần kết hợp giải pháp kỹ thuật. Trước hết, tỉnh cần quy hoạch xây dựng các nhà máy ứng dụng công nghệ cao, máy móc hiện đại, cân đối kinh phí, nguồn vốn cho đầu tư xử lý môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân, giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom, xử lý rác thải. Đồng thời, cần tăng cường xử phạt, chế tài những hành vi vi phạm như việc lén lút thải rác bừa bãi môi trường. Cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến tận các hộ gia đình, các doanh nghiệp thu gom, phân loại rác tại gia trước khi đưa đến địa điểm thu gom tập trung. Như vậy, cũng giảm được rất nhiều áp lực cho công tác xử lý rác thải tại các nhà máy. Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có chương trình kế hoạch hành động cụ thể, hiệu quả lâu dài nhằm bảo vệ môi trường bền vững.